Thị trấn Dabandikhan ở Iraq nhìn thật bình yên. Trong một căn nhà nhỏ, ông Riza Hussein đang xem lại bức hình chụp vợ và ba đứa con của ông. Ba đứa con, một đứa 7 tuổi, một đứa 16 và đứa con lớn 22 cùng với vợ ông đã đến Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 4 tháng trước, sau đó đến Italia và Pháp, mang theo mơ ước đến Vương quốc Anh để bắt đầu cuộc sống mới. Con gái tôi gọi điện và nói rằng, cha thân yêu, bốn mẹ con đã ở trên thuyền được 5 phút rồi. Thuyền đang trên đường đi qua eo biển Mansur. Nhưng kể từ đó, liên lạc hoàn toàn bị cắt. Không có tin tức gì từ họ cả. Con gái tôi muốn ra đi. Nó muốn làm bác sĩ. Ông Hussein đã bán ngôi nhà của gia đình và hầu hết tài sản để đổi lấy 35.000 đô la Mỹ. Với lương của một cảnh sát địa phương, ông đã phải vay thêm 10.000 đô la Mỹ nữa để trả cho chuyến hành trình của vợ con. Mặc dù biết chuyến đi này nằm trong đường dây của bọn buôn người vào châu Âu. Tôi chỉ mong các con tôi có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể. Giờ đây tôi không biết vợ con mình còn sống hay đã chết. Mọi người nói họ có thể đã bỏ mạng rồi, nhưng tôi không tin. Tôi chỉ biết cầu nguyện. Vụ việc 27 người di cư thiệt mạng vừa qua một lần nữa cho thấy hành trình nhập cư bất hợp pháp từ Pháp vào Anh là hành trình sinh tử, nơi tính mạng của những người muốn đổi đời luôn bị đe dọa, nguy hiểm rình rập từ mọi phía. Kể cả có vào được Anh đi chăng nữa, thì họ cũng không có giấy tờ tùy thân, rất khó để xin việc làm hoặc xét đơn xin tị nạn. Đã có ít nhất 15 gia đình khác cùng thị trấn này đã lên đường để đến châu Âu, nhưng chưa một ai báo tin vui về. Lúc này, những người ở nhà như ông Hussein chỉ biết chờ đợi và giật thót tim mỗi khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Hành trình đoàn viên của họ sẽ còn rất dài.